Ok, chào các bác nhá. Thì hôm nay em lên video giới thiệu các bác một con điều hòa cửa sổ một cục nhá. Đấy, con này gọi là phiên bản loa thùng đi ạ. Tại vì bản sao là lý sao đây, chiếc vật này là nó đúng một cái loa thùng luôn nha mọi người nhá. Đấy, toàn bộ bằng sắt hết này. Không phải bằng nhựa nhá. Con này rất là độc này. Đấy, con này cực kỳ khỏe luôn, 9 nghìn. Cơ này. Con này chạy thì ok mọi người ạ. Nó khỏe, chạy lạnh sâu. Êm nữa đây. Chạy rất là êm mọi người nhá. Và cái mặt trước nó rất khá là độc. Nó là như kiểu là loa thùng mọi người ạ. Đấy, toàn bộ đây bằng sắt này. Thép nhá, thép chống gì mọi người nhá, chứ thép chống gì nhá. Đấy, chứ không phải là thép bình thường đâu. Con này không thể gì được. Nếu mà gì đã gì rồi. Đấy, thì bác nào có nhu cầu liên hệ bên em có nhu cầu về con điều hòa thì liên hệ bên em nhá. Con này khá là độc này. Đấy, con này là 9000 BTU, gió siêu khỏe luôn. Từ gió siêu khỏe.